chào các bạn. Hôm nay mình đi vô cái rẫy của anh bạn của chồng mình á. Anh trồng đậu bắp nè, bưởi, bí. Đây là vườn bưởi của anh này. Bưởi cũng có trái này nè. Đậu bắp này là thu mấy đợt rồi. Đậu bắp này chưa bỏ phân đây. Chỗ mình vô đây nhìn thích luôn đó bạn. Đây là như được có nửa sào à. Bên kia người ta đang làm cỏ. Đây là người ta thu được mấy đợt thật cắt. Cây nó ngắn rồi các bạn. Cắt xong đâm lên chợ mới nè. Rồi, bây giờ mình đi qua cái vườn đó là vườn dưa leo của anh nha. Tí xíu nữa mình qua bên đó rồi mình quay các bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống vườn dưa leo của anh nha. Chỗ nhìn đã luôn, xanh. Đây nè các bạn. Và dưa leo đang có nụ nè. Wow. Này chừng mấy ngày nữa là hết rồi. Trời, trội nụ quá, trời bông hết trời luôn. Ôi đã. Đỏ lên quá trời luôn. Trội nhìn khoái quá. Có trái rồi. Nãy giờ mới thấy. Đây. Nữa nè. Kinh kìa. Thank you.
thì mình sẽ đi xuống dưới nha. Chỗ nhìn đã ghê. Ôi nhũ hoa đầy luôn. Trái thật cưng ghê. Nguyên một vườn dưa luôn. Ê, nhìn người ta có thu trái rồi nè. Trái to. Rồi nhìn trái to này hả chị các bạn. Đã chỗ cưng ghê. Mua trong được bắp bên tiền rồi, biết chuyển gì vậy? Có khách bên trong kìa. Cho quay phim miếng nha. Trời trái nhìn đảo quá. Chị nhìn mấy này chị khoái lắm mà chị không biết làm. Mấy này là thua. Không quay bên kia nãy giờ. Không đâu bóc là qua đây rồi nhưng mà chị đứng đầu trên kia. Trời nhìn thấy đã quá. Hả? Ủa chị qua trên đó rồi đó. Sáng giờ là hai bói nguyên thùng nữa hả? Ít rồi hả? Trời đã hay chưa? Rồi cái này mình đem mình lấy mình đem cho người ta hay là người ta vô cắt ha. Sao vậy? Chị nhìn là chị nói Khánh chở vô à, chị nghe anh nói. Chị nói thôi chở vô coi. Tại vì trước giờ chị ít vô lắm, chị ít đi mấy này lắm. Hả? Tất cả vô đây là khoảng nhiêu thành?